Mẹ Cam là người miền Trung cho nên giọng bình thường rất là khác, nhưng mà mình lái sang giọng này cho mọi người dễ nghe hơn một chút, đặc biệt là những từ có dấu nặng rất là khó nói nên là có gì không chuẩn thì mong mọi người thông cảm nhé. Quay quay ngày nào cũng ăn cháo mãi chán rồi, hôm nay đổi sang ăn mì cho bé thay đổi khẩu vị. Nay mẹ nấu mì thịt bò, chọn phần thịt thăn mềm không lẫn gân, thái thật mỏng để khi mình xay thì thịt sẽ nhuyễn không bị dài thớ. Thịt xay xong thì mình ướp với một chút bột tỏi và vài miếng gừng đập dập. Mọi người có thể ướp tỏi tươi cũng được. Mẹ Cam dùng mì xô men tách muối vì sợi mì còn hơi dài so với khả năng ăn của bé nhà mình, cho nên mình sẽ bóc vụn ra để cho mì ngắn lại cho bé dễ ăn. Sợi mì mình luộc khoảng tầm 10 phút cho chín mềm. Lấy một miếng cà chua, bỏ vỏ, bỏ hạt, băm nhuyễn, phi cà chua với một ít mỡ, cho nước vào đun mềm cà chua. Thịt ướp xong mình lấy gừng ra bỏ đi, thêm một ít nước lọc vào khuấy trước. Đây là cách giúp cho thịt không bị vón cục khi nấu. Lúc này thì sợi mì luộc cũng vừa chín, mình đổ nước đi, cho sợi mì vào nước thịt bò ngay, tránh nấu lâu thì thịt sẽ bị dai. Và mình cho thêm một ít rau lá vào. Hôm nay mẹ Cam dùng rau mồng tơi, thái mỏng và cắt ngắn ra. Nấu vừa chín rau là tắt bếp. Nấu như này thì thịt bò sẽ tơi mịn ra, bé chưa ăn thô tốt cũng rất là dễ ăn. Mọi người ráng làm để tăng thô từ từ cho con nhé. Bé từ 7 tháng là ăn được rồi, ăn cháo quen rồi, nay ăn mì lạ hơn, bạn ấy rất là hứng thú luôn.